Ngủ có ngon không? Con có ngủ ngon không? Con ngủ có ngon không? Hả con trai của ba? Ít thì có. Ừ. Mơ. Con đang mơ con thấy. Con mơ con thấy cái gì? Con thấy âm nhà nội em. Wow. Vô con. Hello đi con, hello con chú mở con hôn một cái. Bây giờ Mai Chi đi thôi, Mai Chi. Ủa vui không? Hello chú đây. Rồi con ơi, hôm nay con để hai cái tay con lên đi con trai. Má con. Má thấy vui ha, lần đầu tiên ba với con đi xe máy á, con có vui không? Ba là ba rất là vui luôn á. Hôm nay á, ba bồ chạy chắc 15 km trên một giờ. Thiệt ba chạy rất chậm luôn, rất là chậm nhưng mà thấy được cái biểu cảm của con mình rất là vui. Ba phải không anh trai ơi? Và thế là hai ba con băng băng đến nơi trải nghiệm hoạt động tiếp theo. Hello anh. Hello anh. Chào anh. À con muốn đi lên đây hả? Đi lên. Muốn đi lên. Con hello chú chưa? Hello con. Chào chú. Ok. Lên. Rồi ok đi qua đây nè. Bình hay cắt ở một cái chỗ khác nhưng mà ngày hôm nay mình cắt ở một cái xe. Nhưng mà hôm bữa Bình mới cắt tóc rồi cho nên hôm nay á ba sẽ gọi đầu cho Bình. Rồi bây giờ đi vô gọi đâu. Ba là ba giao việc nha. Gọi đầu đã lắm đó nha. Đây cảm ơn chú. Từ từ nha, ba massage cho nha, nhắm mắt lại nha. Ồ, nhắm mắt lạ quá vậy ta. Ai chà, bình thường ở nhà được mẹ và cô Thuận gội, nay được ra ngoài mà còn do chính tay ba bồ gội nên cảm xúc trong Bình có thể nói là... Đã quá, gọi đầu kiểu này thích quá, không có cay mắt, không có gì hết. Ê, nằm xuống, nằm xuống. Con xin lên tiếng nha. Đây, okay, chú hỗ trợ nè, dạ. Chú dễ okay. Thương quá. Mát không? À, xả nước hả? Okay, à, dạ, dạ rồi, ok anh, dạ dạ. Quý anh lấy nhớ bỏ em nha, quý anh. Ồ, anh hay quá ta. Nè, phải có kỹ thuật luôn anh. Dạ, phải có kỹ thuật. Em học hỏi. Wow. Trời, chú này làm nhẹ hơn ba luôn. Đó, thiệt á. Dạ em cảm ơn anh. Rồi vậy được rồi, để chú sấy cho con dứt quát nha. Bây giờ chú sấy rồi chú ơi, dứt quát nha Bình. Đây chú hát con gà nha. Ok. Chú này dễ thương dữ ta. Con đẹp trai giống ai con nói chú nghe coi. Đẹp trai giống ai? Giống ba bồ. Chính xác. Má không con? Trai với ta, đẹp trai giống ai? Giống ba đúng không? Ba bồ đúng không? Yes sir. Yes sir. Coi nhìn ai, ai trong gương nè? Ai trong gương vậy? Tiền đúng không? Trời ơi. Quá dữ. Coi nào, con khoanh tay lại, con quay lại, con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con rồi, nha. Ok. Bây giờ là tiếp theo mình sẽ đi chợ đi. Mình đi chợ để mình về mình nấu ăn cho ai? Mẹ đi vô. Chính xác. Đi ha con ha. Đây. Dạ. Ngồi đàng hoàng bên. Ngồi xích lên. Ok chưa? Ok. Đó, mình chạy chậm chậm, con thấy nó mát không Bình? Dĩnh nha. Dĩnh nha, tại vì qua cái này á là ba cần Bình phải giúp ba. Là con phải dĩnh. Để ba mới quay. Ok, không cần sửa, không cần sửa nha. Con chỉ cần giúp ba qua cái này thôi. Wow, yes sir. Yes sir, yes sir. Ở đây là chợ nha Bình. Wow. Một chợ nè. Con lấy giùm ba đi. Hai tay. Cảm ơn cô. Thank you. Ba với con mở ra nha. Okay. Mình có tiền nè. Nhiệm vụ là 200.000. Không thích đồ chơi lắm, mình có 200 mà sao mua. Rồi mình hôn nhau một cái đi. Ok. Mua
hai tháng luôn nè. 3 tháng luôn. Mình giờ mình nấu cái gì, cơm gì? Cơm gì? Let's go. Đi theo ba nè. Dạ có. Thịt bò, dạ. Con nói cô nghe, giờ con có 200. Mà con phải nấu bữa ăn cho 3 người. À, con không biết là con nên mua bao nhiêu thịt bò hết. Nhưng mà sau này lát hồi con cần phải mua trứng nữa. Thì cô tư vấn giùm con là con mua cỡ bao nhiêu thịt bò được không cô? Nếu mọi người để ý là Bình rất là nhạy mùi. Mình rất là sợ hôm nay đi vào chợ là sẽ nghe mùi thịt sống. Bình thường luôn. Ồ, hay quá. Hay á. Bình ơi, ở đây là chợ, cái này là thịt đó con. Cái này là thịt bò. Đây là thịt bò nha. Bò ha. Dạ. Em ăn mà em xào em làm gì? Lúc đó con đang tính làm bò steak. Bò bít tết, nhưng mà con sẽ cắt ra con ăn chung với cơm. Cô hiểu rồi nha. Ta dạ. Bò bồng con đi. Okay. Dạ. Mềm ngon nhất cho tỷ có 3 người. Là bao nhiêu lận cô? Giờ cái này chỉ có 101 tiền thôi. Cô cho một cái giá yêu thì gọi yêu đúng không cô? Xíu đúng không? Dạ. Giờ yếu một chút, mình làm yếu một chút. Con là con đang xin giá yêu mà cô đang tưởng giá yếu. Cái này là nó tự vì hàng ngon, chứ nếu mà mua hàng thường thì nó rẻ hơn, nhưng mà ăn dạ. Không ngon bằng. Bình muốn ăn hàng ngon hay hàng bình thường? Hàng ngon. Hàng ngon rồi. Bình thường á là mấy bác ở nhà sẽ đi chợ xong rồi về á mua cái này để nấu ăn cho Bình á. Hôm nay là mình sẽ làm cơm gì, con nói cho cô chú nghe đi, cơm gì? Cơm cuộn. Rồi ba sẽ làm cái cơm teriyaki. Rồi con cảm ơn bà nha. Rồi con mua trứng ở đâu được vậy cô? Dạ rồi bây giờ mình qua tạp hóa mình mua trứng nha con trai. Xin chào chị. Em muốn mua trứng gà hả chị ơi? Mấy chục hả trời ơi? Không có tiền mà hỏi em mua mấy chục. Cho em hỏi 10 trứng là bao nhiêu ạ? Trứng 34 ngàn. Vừa sức em còn 90 à. Nè con đưa con hai tay cho cô đi. Rồi cho em một chục nha. Trứng đây nè con. Ủa khoan, có cần phải có canh không ta? Canh có biết nấu canh gì đâu. Ồ canh mây cũng được. Thôi mua hành lá nha. Em ơi, thôi cho mình ăn trứng nè. Đi Bình thích ăn nhất món gì? Trứng đúng không? Rồi. Dạ cô. Rồi bây giờ mình lại mình mua hành lá của bà là xong nha. Ừ. Cô ơi cho con mua hành được không cô? Hành ngọ. Dạ con cũng chưa bao giờ đi chợ, con cũng không biết nên mua bao nhiêu. Dạ bao nhiêu, cái đó là bao nhiêu cô? Cho con hai củ tỏi được không cô? Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Rồi ở đây bán rau ở nhà Bình. Dạ con cảm ơn. À với lại dưa leo mình bán sao cô? Cho con xin nửa ký là được mấy trái cô? 3 trái đi. Dạ cho con 3 trái. Trời ơi con cảm ơn nhiều. Con tầm 10 ngàn thôi. Đúng ra con còn dư tiền, nhưng mà con muốn chứng minh với lại cái chương trình này là con làm được. 16 ngàn luôn đi cô. Thôi bây giờ mình đi về mình nấu ăn nha. Đi. Yeah. Anh còn một nguyên liệu quan trọng hết. Hả? Là gạo hả? Hả? Con muốn mua rong biển ở đâu vậy cô? Bây giờ mình sẽ chơi một cái thủ thuật nha Bình. Nếu mà mắc quá thì mình sẽ năn nỉ nha. Dạ mình có rong biển không cô? Bao nhiêu một bịch vậy cô? Rong biển 4cc. 4cc hả? 32 ngàn. 32 ngàn. Đúng ra con còn dư tiền, nhưng mà con muốn chứng minh với lại cái chương trình này là con làm được. 16 ngàn luôn đi cô. Thôi bây giờ mình đi về mình nấu ăn nha. Đi. Là gạo hả? Hả? Con muốn mua rong biển ở đâu vậy cô ơi? Dạ mình có rong biển không cô? Bao nhiêu một bịch vậy cô? Rong biển 4cc. 4cc hả? 32 ngàn. Có cái nào tầm 30 không vậy? Rồi bán 30. Trời ơi con. Cảm
ơn cô đi, cảm ơn bà đi. Cảm ơn bà. Con cảm ơn bà, con đẹp trai giống ai vậy? Đúng. Đi đây, cảm ơn dạ. Đi con. Đừng có kêu lại, đừng có néo kéo nữa nha chương trình. Mình là không còn gì nữa đâu. Rồi đi lên coi chừng chân nha. Được không? Được không? Bye bye cô. Quả là không một thử thách nào làm khó bà được bà, cả bà, hai bà, ba con bà, bà. Giờ thì cùng về nhà nấu ăn không thôi. Có bước ra khỏi cái vùng an toàn rất nhiều luôn á. Và Bình rất là hòa đồng với tất cả mọi người. Vào chợ chào ông, chào bà, chào cô. Cảm ơn cô, cảm ơn ông, cảm ơn bà. Nhưng mà Bình rất là dễ thương, nói chung là có thay đổi rất nhiều luôn á. Bây giờ nha, có Bình đi ra ngoài phụ mẹ với ba không? Nếu như mà không nghe lời mẹ là mẹ sẽ tịch thu đồ chơi đó nha. Tại vì bây giờ là tới giờ. Chuyện gì vậy? Ni là nhẹ, lúc nhẹ nhàng thì sẽ nhẹ nhàng, còn lúc mà nghiêm khắc thì vẫn rất nghiêm khắc. Ni thì chưa bao giờ đánh Bình hết á. Cho Bình thấy là Bình cần phải coi lại cái thái độ của mình. Nói chuyện như vậy với người lớn là không được. Nói chung là mình cũng phải thể hiện rõ ràng cái cảm xúc của mình. Đứng ra đây. Đi ra đây. Mẹ yêu cầu con ra đây. Đứng đây, khoanh tay lại. Có được thái độ với mẹ không? Đúng hay là sai? Sai. Con nói với mẹ. Dạ chưa. Nói đàng hoàng. Dạ. Có được thái độ không? Không. Như vậy là hành động đúng hay sai? Sai. Nói với mẹ. Dạ chưa. Nếu sai thì phải sao? Chưa. Nói đàng hoàng. Chưa với mẹ. Ghi nhớ. Ghi nhớ đàng hoàng. Không. Mẹ có muốn nói lớn tiếng với Bình không? Bây giờ mẹ yêu cầu Bình đi ra phụ với ba với mẹ, nhanh. Mình thì ở trong bếp mà cái tay mình thì đang ở ngoài phòng khách để nghe hai mẹ con nói chuyện. Cái cách dạy con của mình là sẽ dành nhiều thời gian để nói chuyện với con. Nói chuyện rất là nhiều. Con làm như vậy là đúng, con làm như vậy là sai. Em bé có thể chưa có thực hiện được đúng như là cái mong đợi của ba mẹ. Nhưng mà mình cứ nói thôi, là từ từ sẽ hình thành được trong đầu em bé hay sao á. Mẹ để đây, mẹ để tạm ở đây đi. Tí nữa mẹ vào mẹ dọn dẹp lại chỗ này cho con. Đi với mẹ. Sự nghiêm khắc đúng lúc đi kèm những lời căn dặn kỹ lưỡng đã giúp cô Bình lấy lại sự bình tĩnh và cùng mẹ phụ ba nấu ăn. Mẹ Ni thật là tuyệt vời. Được. Mẹ muốn uống nước to, lạnh vừa vừa hay là sao? Lạnh. Lạnh sao? Lạnh kinh khủng. Lạnh kinh khủng luôn đúng không? Ok, được. Mẹ đưa cho con nè. Không có mẹ. Không có gì đâu con. Bình coi kìa, có cái này hay. Để mẹ lấy cái ghế cho Bình đứng lên Bình coi nha. Được không? Dạ, dạ con giúp mẹ. Trời ơi mẹ cảm ơn. Rồi. Cái này thì khác với ông cô cùng Bình cao nhé. Ôi dồi ôi cao quá rồi. Bình ơi, Bình muốn cuốn không? Nè. Bình muốn cuốn không? Kìa. Đây nè. Ba chỉ cho con cuốn nè. Đây. Wow. Mượn tay nha. Rồi đẩy vô, đẩy vô, đẩy ép vô. Hay rồi. Quá. Công cuốn, ok không? Chưa làm trước được. Được, được. Bình ơi. Chúng quá phải làm sao đây? Vô phòng chơi ha. Đi. Cái này là đồ chơi mới đúng không? Còn nguyên cái bao mới kìa. Cái này nữa nè con. Có đồ ăn rồi nha mẹ ơi. Quá liền ba ơi. Ba khá nhạt quá. Nè, con nói với mẹ đi. Cái này là hồi sáng này ai làm? Con Bình. Với ai? Thì cái nào của con chỉ coi. Đúng rồi, cái nào của ba. Xong rồi Bình nói với ba là Bình muốn làm cái nào tặng mẹ đi. Đúng rồi. Tại sao cái người là to nhất vậy? Tại vì nó dễ. Dễ chưa? Nó giống ai? Đúng rồi. Mời ba mời. Mời ba đồ ăn. Mời mẹ nhé. Rồi mời ai nữa đây? Mời các chú ơi. Bây giờ Bình phải ăn. Bộ ngon quá hả? Ngon quá. Ngon quá mà chịu sao con? Không được. Không có nghĩa hả? Đẹp quá. Hôm nay là hai ba con mình đi bằng gì? Có phải đi bằng xe hơi không? Hay đi bằng cái gì? Vậy là một ngày của ba bồ và bé Bình đã kết thúc trọn vẹn với bữa ăn ấm cúng cùng mẹ Ni. Có lẽ vì công việc quá bận rộn nên bà Phà Bồ chưa từng nghĩ rằng mình có thể chơi với con suốt cả một ngày dài như vậy. Thì vui
sao chương trình hay hỏi mấy cái I look into your eyes, I see we're out of time. Tại vì ba chưa thử dành nhiều thời gian cho con, ba nghĩ nó là khó khăn nhưng mà ba có thấy á. Ba thấy là ba sợ mấy câu này lắm á, tại vì cùng mẹ là người cảm thấy vui hơn á, tại vì á mẹ nói thường xuyên vấn đề này với ba rất nhiều luôn. Là ba ơi, ba dành thời gian ba chơi với con nhiều hơn đi. Thậm chí là vợ chồng có nhiều lúc cãi nhau về cái vấn đề này luôn á. Mẹ luôn nói với ba tuổi thơ con rất ngắn, nếu như ba để nó trôi qua mà nó không có sự xuất hiện của ba, xong rồi ba sẽ hối hận lắm. Khi mà chương trình nói có cái thử thách này á, là mẹ vừa rất là vui trong lòng, mà mẹ cũng hơi lo lắng. Tại vì chưa gì dám buông ra, lần đầu tiên luôn mà thả một ngày với ba, hoàn toàn là một mình ba bồ, mà ba làm rất là tốt. Nhiều người sẽ nghĩ là ba bồ là đẻ bệnh như là hả, có còn cũng như không có còn vậy á. Tại vì hả, không có chậm còn nhưng không phải vậy, tại vì mình xưa giờ cứ nghĩ vậy á. Mà cái lúc đầu mà lúc mọi người nói là hả, thử thách của anh là chơi với mình nửa tiếng, xong rồi cái mình nghĩ là chưa chắc 15 phút cái ảnh ao á, nhưng mà không ngờ là nửa tiếng nó trôi qua quá nhanh, mình tưởng nó chỉ có mới có 10 phút thôi. But I still miss the way you used to feel.